Ok, xin chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh uh, YouTube của em Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhé. À, và ngày hôm nay thì uh, bên uh, cửa hàng bên em lại lên sóng cho toàn thể các bác. À, đó là hai chiếc đẩy mà bên cửa hàng bên em sẽ lên thanh lý xả hàng cho toàn thể các bác một cái giá cực kỳ tốt trong video ngày hôm nay. À, rồi vào đầu video thì các bác uh, đi qua thì vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng em một like nhé. À, và trong thời gian vừa qua thì uh, kênh uh, YouTube của bên em thì cũng đã đang bị mất à, kia à, tương tác rất là lớn à, cho nên à, đều mong tất cả anh em mà đang xem à, theo dõi kênh của bên em thì hoan hỉ à, cho em xin một lúc like để lấy cái à, động lực và cũng như là tạo cái tương tác à, để lên à, à, sóng à, bán hàng cho toàn thể các bác à, và các bác sẽ săn được à, với những à, chiếc đẩy hay những đôi loa hay những à, chiếc vang à, hàng chất lượng À, cho toàn thể anh em. À, rồi, em cùng các bác sẽ đi giới thiệu chi tiết về dòng sản phẩm đẩy này nhá. Thì à, các bác nhìn thấy rồi, đây là một trong những dòng đẩy bãi lùi địa Trung Quốc, hàng thương hiệu RBX FT 450 à với à, thiết kế là mặt phay nhôm. Và à, với dòng sản phẩm này thì à, tí nữa thì bên em sẽ báo giá à, trực tiếp cho toàn thể các bác ở cái cuối video. À, thì à, các bác đi qua một lần nữa thì à, hoan hỉ ủng hộ cho cửa hàng bên em online à, Và với dòng đẻ này thì bên cửa hàng bên em chỉ có đúng hai con duy nhất à, Và lên bán hàng cho toàn thể các bác Một cái giá cực kỳ tốt à, Các bác mua cái dòng đẻ này thì ở ngoài Thì nó cũng phải rơi vào cỡ khoảng tầm à, 3 triệu rưỡi Nhưng mà ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ có cái chương trình nền tri ân Cũng như là giao lưu với tất cả các bác Và các bác phải thật sự nghe theo dõi từ đầu đến cuối thì bên em sẽ báo giá trực tiếp dòng sản phẩm này cho toàn thể các bác cùng nắm bắt được em cùng các bác sẽ đi à, về bên à, trong nội thất à, của dòng để này thì à, trước mặt thì các bác nhìn thấy rồi đây là một cái à, à, nguồn cục nguồn à, cục nguồn của 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 trước đẩy rất là to đúng không ạ hai bên thì là hai bên đều là hai bên với công suất các bác nhá với dòng đẩy này thì nó chạy à, là 16 sáu so À và có bộ áp để các bác nhìn này, à, tất cả các con bộ áp đấy nhá. À và các bác nhìn thấy thì à với mỗi một à, à hai chiếc tụ à, thì à, sẽ được chạy cho hai vế công suất và tụ này thì là à, mỗi một chiếc tụ này thì nó là 12 V. À, à với mỗi, mỗi một chiếc tụ này thì nó chạy là 100 V các bác nhá. À, 100 V và 10.000 10 mi. Đấy, một chỉ số rất là lớn. À, và với dòng à, đẩy này thì à, là chạy sò Toshiba nhé các bác nhá chạy sò Toshiba của Nhật 16 sò đấy và các bác phải quan tâm tới cái vỉ à, vỉ à, tiếng này này đấy cho chúng ta là ra âm tiếng chất âm được cực kỳ hay và hai bên hai bên à, à, công suất thì đều có hai chiếc quạt để làm mát cho à, cho cho dòng đẩy này thì à, ngày hôm nay thì bên cả hàng bên em là chỉ có ba con duy nhất và cũng là cái chương trình tri ân cho những khách hàng đang theo dõi tại kênh youtube của bên em và các bác biết rồi kênh hàng của bên em thì luôn luôn bán các cái hàng chất lượng và những các cái dòng đẩy đẹp đúng không ạ các cái dòng đẩy đẹp này soi cho toàn thể các bác này Đấy, đẩy bãi à, các bác phải nhìn nhớ này đẩy bãi mà hàng tuyển chọn như thế này cực kỳ là hiếm luôn các bác nhá cực kỳ là hiếm luôn và em khẳng định với toàn thể các bác là là tìm được một chiếc đẩy bãi mà còn đẹp như thế này thì rất là hiếm và với dòng này thì cho chúng ta đó là một công suất vào 600w một kênh các bác nhá 600w một kênh công suất là 600w một kênh rất là tuyệt vời và rất là lý tưởng và với ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ lên tri ân cho những khách hàng nào mà đang theo dõi tại kênh của bên em giá bán tại cửa hàng nha các bác nhá à quên giá bán đã bao gồm phí ship vận chuyển đến tận nhà các bác kiểm tra đúng hàng thì các bác nhận hàng giúp bên em và yêu cầu là anh em mua hàng đã hàng rẻ rồi thì các bác phải đặt cọc cho bên em từ 300 đến 500 nghìn các bác nhá từ 300 đến 500 nghìn chốt đẩy bãi giờ bx ft 450 với cái giá ngày hôm nay là 3 triệu 100 nghìn trước 3 triệu 100 nghìn một trước các bác nhá 3 triệu 100 nghìn một trước với dòng đẩy RBX FT450 và giá cực kỳ là tốt rồi Đấy, giá quá tốt cho toàn thể các bác khi sử dụng uh, sản phẩm của cửa hàng bên em một cái giá quá yêu thương một cái giá tình yêu cho toàn thể các bác rồi kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác các bác nào Uh, đi qua thì uh, hoan hỉ vui vẻ ủng hộ kênh cho của bên em online nhá chốt một lần nữa giá 3 triệu một trăm nghìn gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá